Sau gần 3 năm hẹn hò, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ tổ chức đám hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới đây. Những thông tin và hình ảnh về vợ sắp cưới của chàng cầu thủ tiếp tục được cư dân mạng quan tâm. Theo thông tin có được, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sau hàng loạt những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Sơn Trường, Đình Trọng, Đức Trinh, Tiến Dũng, Văn Đức, Tiến Dụng hay mới nhất là Văn Hậu, Quang Hải cũng chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân. Nổi tiếng là người có tình trường phong phú bậc nhất dàn cầu thủ Việt Nam, việc Chu Thanh Huyền có thể chiếm giữ trái tim của Quang Hải và chung sống cả đời làm ai cũng ngạc nhiên. Danh tính của Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng trở thành từ khóa được quan tâm nhất hiện tại. Chu Thanh Huyền được biết đến với danh xưng Hot Girl Hà Thành. Cô sở hữu ngoại hình quyến rũ với chiều cao 1m60, khuôn mặt ưa nhìn và nước da sáng. Ngoài ra, phong cách thời trang của Huyền cũng gây ấn tượng. Lần đầu tiên Chu Thanh Huyền rộ tin hẹn hò với Quang Hải là vào đầu năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cặp đôi không hề lên tiếng xác nhận hay phủ định. Đến hiện tại, dù đã kết hôn nhưng Chu Thanh Huyền và Quang Hải chưa lần đầu chính thức công khai danh phận của đối phương trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khán giả đã soi được nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Chu Thanh Huyền và Quang Hải thường dành thời gian rảnh để đi du lịch hâm nóng tình cảm. Những ngày lễ Tết, cặp đôi cũng đến nhà ra mắt bố mẹ của đối phương. Có thể thấy phụ huynh hai bên vô cùng hài lòng về mối hôn sự này. Nhìn ảnh có thể thấy Chu Thanh Huyền mê gym, chăm tập thể thao. Không chỉ có niềm yêu thích với bóng đá, người đẹp còn thử sức ở nhiều bộ môn khác như kickboxing, gym, yoga. Do vậy, cô luôn duy trì được vóc dáng cân đối và quyến rũ. Thanh Huyền hiện đang kinh doanh mỹ phẩm online với khả năng livestream lưu loát. Dù không tham gia showbiz hay các hoạt động nghệ thuật khác, nhưng cô nàng Gen Z vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Dù có bạn trai giàu có nhưng Chu Thanh Huyền vẫn rất chăm chỉ làm việc. Cô nàng luôn đều đặn livestream, không bỏ buổi nào dù là đang đi du lịch. Với sự nỗ lực, chăm chỉ và nhiều yếu tố thuận lợi khác, có thể thấy khả năng kiếm tiền của Chu Thanh Huyền không phải dạng vừa. Đặc biệt, vợ sắp cưới của Quang Hải cũng rất biết tận dụng KOL của nhà chồng được để bán hàng. Cụ thể, Chu Thanh Huyền chỉ cần để Quang Hải đăng bài và giới thiệu sản phẩm trên trang cá nhân 2,4 triệu người theo dõi hay chàng cầu thủ lấp ló trong livestream là cũng đủ tạo nên sức hút, nổ đơn ầm ầm. Ngay cả khi theo chàng cầu thủ sang Pháp, cô nàng vẫn livestream đều đặn, không bỏ buổi nào. Dù chưa từng công bố doanh thu song ai cũng có thể đoán được nhờ sự chăm chỉ của bản thân và được biết đến với danh xưng người yêu Quang Hải mà Chu Thanh Huyền kiếm tiền không phải dạng vừa. Thời điểm mới rộ tin đồn yêu Quang Hải vào tháng 8 năm 2021, Chu Thanh Huyền đã để lộ số dư tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Nếu tính đến hiện tại, có lẽ con số cũng đã tăng lên rất nhiều. Đó cũng chính là lý do vì sao trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh. Không chỉ lái xe Mercedes, xách túi Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe, Chu Thanh Huyền còn thoải mái vi vu nhiều nơi trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền còn được biết đến với tính cách thẳng thắn, nói chuyện lôi cuốn nhưng cũng không ngại đối đầu với anti-fan. Vợ sắp cưới Quang Hải cũng không ngần ngại đáp trả bình luận từ cư dân mạng khi bị nói ăn bám chàng cầu thủ giàu có. Cụ thể khi Thanh Huyền quay video lái xe sang, một dân mạng đã để lại bình luận khó nghe, bám được người yêu giàu thích thật, ô tô là không cần bỏ tiền mua, xe chỉ cần lấy là đi. Đáp lại, cô nàng khẳng định thế mới đỉnh nha bạn, kèm theo hành động giơ ngón tay cái biểu thị dấu like và vẻ mặt đắc ý. Dưới phần bình luận, thấy fan binh vực gió tầng nào gặp mây tầng đó, cô đã trả lời bằng loạt icon mặt cười trái tim bày tỏ sự đồng tình. Ngoài ra, Chu Thanh Huyền còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình người yêu. Nhiều khoảnh khắc netizen bắt gặp Chu Thanh Huyền đi xem bóng đá cùng mẹ Quang Hải. Cô cũng được nam cầu thủ nhiều lần đưa về ra mắt gia đình, ăn uống và trò chuyện vui vẻ với các thành viên. Tuy nhiên, trong suốt gần 3 năm làm bạn gái cầu thủ, Chu Thanh Huyền cũng gặp không ít những thị phi, sóng gió. Từ ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại hình khác lạ so với ngày xưa đến tính cách, câu chuyện đời tư trong quá khứ của Chu Thanh Huyền cũng bị bàn tán. Bản thân Chu Thanh Huyền cũng thừa nhận cô khá nóng tính và bồng bột. Chưa kể còn trẻ tuổi nên bạn gái Quang Hải cho hay cũng có nhiều lúc mắc sai lầm, không kiểm soát được tính thẳng thắn của bản thân. Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng khiến dân tình đặt nhiều câu hỏi khi chia sẻ về năm sinh của mình. Có thời điểm, nhiều người cho rằng cô nàng sinh năm 1994 hoặc trong một số livestream, Chu Thanh Huyền cũng có lúc nhận mình sinh năm 1998, lúc lại nói bản thân sinh năm 2000. Gần đây nhất, bạn gái Quang Hải tiết lộ năm sinh đúng là 2000 nhưng do trước đây đi làm sớm nên phải khai quá tuổi để được nhận vào làm việc. Và nhắc đến Chu Thanh Huyền thì không thể không nhắc đến tin đồn mà cô nhiều lần phải đính chính, đó là thông tin làm sugar baby. Chu Thanh Huyền khẳng định, người đàn ông chụp chung trong bức hình mọi người chia sẻ là bố ruột. Dù đã lên tiếng nhiều lần song không hiểu vì lý do gì bạn gái Quang Hải vẫn bị thông tin này làm phiền.